chào cô Diệu Thảo. Chào Kim Thảo. Ý, ngày hôm nay cô Diệu Thảo đi chợ nào mà mua nghêu ngon như vậy hả cô? Đúng rồi, sáng nay cô vừa mới đi chợ sớm nè, thấy được mớ nghêu vừa to vừa mập như thế này, vừa tươi nữa, cho nên cô mua về để nấu canh. Cô đợi em tí đi, mình đi mua sả về làm cho nó ngon. Cô không có chuẩn bị sả mà thôi em khỏi mua đi, cô đã nói là cô nấu canh mà, và cô phối hợp với hai nguyên liệu rất là bí mật nha. Mà trước tiên mình sẽ chào quý vị khán giả nha. Dạ đồng ý. Đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Và bây giờ cô lấy hai nguyên liệu bí mật ra cho em nha. Dạ. Đây, thứ nhất là rau dền cơm và thứ hai nữa là mướp khía. Ủa, em tưởng là thường nấu canh nghêu thì phải có thì là, có thơm, có cà chua phải không quý vị? Đúng rồi, thông thường thì quý vị khán giả thường hay phối hợp nghêu với lại thì là, cà chua hoặc là thơm. Dạ. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món canh từ nghêu nè, phối hợp với rau dền cơm và mướp khía. Đó là món canh dền cơm nấu nghêu. Để thực hiện món canh dền cơm nấu nghêu, quý vị khán giả cần chuẩn bị 150g thịt nghêu, 300g rau dền cơm, một trái mướp khía, hành lá, hành băm, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Quý vị khán giả thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ có món canh rau dền nấu nghêu mà Kim Thảo thấy là cô Dự Thảo có kết hợp chung với lại mướp nữa. Không biết là quý vị như thế nào, ở nhà Kim Thảo thường là hay ăn mướp hương lắm, mà ngày hôm nay cô Dự Thảo lại chọn là mướp khía. Không biết là cô có mục đích gì hay không? Thật ra thì các nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay cũng rất là quen thuộc đối với quý vị khán giả thôi. Nghêu nè, rau dền cơm, mướp khía. Dạ. Chứ ở đây trong chương trình không sử dụng mướp hương là vì lý do chúng ta chọn trái mướp khía đó, bao giờ cũng vậy, khi nấu xong mướp khía sẽ có màu xanh tươi hơn và đặc biệt là sẽ có độ giòn hơn là mướp hương. Vậy thì quý vị ơi, nếu như những ai thích có cái độ giòn cũng như là nhìn thấy cái màu sắc xanh tươi của mướp thì hãy chọn mướp khía nha. Nghêu mua về quý vị khán giả sẽ tách phần vỏ đi và chúng ta bỏ cục đen ở trong cái phần thịt nghêu này. Kế đó cho vào tô để ướp gia vị vào. Chúng ta ướp vào nghêu nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng một muỗng cà phê tỏi băm và hành băm. Kim Thảo giúp cho cô bào vỏ phần này giùm cô nha. Dạ đồng ý. Như vậy quý vị khán giả cho gia vị vào nghêu rồi, chúng ta ướp chỉ cần 10 đến 15 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cắt mướp ra. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục cắt đến phần hành lá. Hành lá thì quý vị khán giả sẽ cắt khúc, độ dài khoảng chừng 2 đến 3 cm. Dạ. Hành lá cũng đã xong. Rồi, vậy là các nguyên liệu của chúng ta đã sơ chế xong rồi. Bây giờ em lấy nồi cho cô nấu nha. Còn rau dền cơm nữa. Cô đã lặt rồi mà. Đúng rồi, cô lặt rồi, nhưng mà phải lưu ý quý vị khán giả một điểm là chúng ta sẽ ngắt bỏ phần bông của rau dền cơm đi để tránh cho canh của chúng ta không còn cái vị nhân nhẫn đắng nữa. Quý vị khán giả ơi, chúng ta cùng lưu ý lại điều này nha, là hãy nhớ bỏ cái hoa của rau dền đi để cho canh của chúng ta không còn vị nhân nhẫn nữa. Chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp và chuẩn bị xào nghêu. Bây giờ chảo đã nóng, quý vị khán giả sẽ cho dầu vào và chúng ta sẽ phi hành tỏi cho thơm. Bây giờ cô cho hành vào. Cô sẽ xào nghêu trước. Nghêu vừa mới chín thôi và sẽ xào nhanh tay nữa. Sau đó trút nghêu ra ngay, không nấu chung với nước canh, vì như vậy là nghêu sẽ không bị dai và bị tanh nữa. Thì ra là như vậy. Quý vị khán giả ơi, chúng ta nhớ nha, là các nguyên liệu của chúng ta sẽ nấu riêng, đặc biệt là nghêu chúng ta không để nấu chung với các những cái nguyên liệu khác, bởi vì như vậy thì nghêu sẽ bị tanh và bị dai. Và như vậy thì nghêu chúng ta cho vào nè, đảo nhanh tay, nghêu vừa sôi lên trở lại và vừa chín tới thôi. Thì quý vị nhìn thấy là con nghêu vừa mới săn lại như thế này nè, trút ngay ra tô. Bây giờ cô sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Quý vị khán giả sẽ nấu phần nước này cho sôi lên trở lại. Cô sẽ nêm gia vị vào, 1,5 muỗng cà phê, hạt nêm Aji ngon. Dạ. Kế đó chúng ta sẽ cho mướp khía vào. Chúng ta nấu mướp khía trước, vì tuy là mướp khía thì rất là nhanh chín, nhưng mà vì chúng ta cắt khối cho nên quý vị khán giả sẽ cho vào trước. Khi nước sôi trở lại thì chúng ta lại tiếp tục cho rau dền cơm vào. Khi quý vị khán giả cho rau dền cơm vào rồi, nước canh sẽ sôi lại rất là nhanh thôi, là vì canh chúng ta rất là nóng nè. Dạ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng canh nước mắm nữa, cho hành lá vào. Và nghêu lúc đầu chúng ta đã xào chín rồi, chúng ta cũng trút vào chung luôn. Chúng ta trộn đều và bây giờ cô tắt bếp, nồi canh của chúng ta đã xong. Cô sẽ múc canh ra. Tất nhiên là phải có nghêu ở phía bên trên cùng. Cô sẽ thêm một ít rau vào nè, cô rắc thêm một ít tiêu nữa. Canh có đầy đủ nghêu nè, mướp và rau dền. Đây, mời em. Em cảm ơn cô Dự Thảo. Thơm
ơi, Kim Thảo cứ nghĩ là bình thường nấu chung với nghêu thì Kim Thảo nghĩ là phải đi chung với rau thì là để có thể khử được mùi tanh của nghêu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ có rau dền cơm và mướp khía thôi. Nhưng mà món canh của chúng ta không hề bị tanh nha. Vị ngọt tự nhiên nè. Chắc là do nhờ có nghêu tươi ngon được lựa từ cô Dự Thảo, cho nên là nồi canh của chúng ta mới hấp dẫn như vậy. Rau dền thì vẫn giữ được độ giòn, mướp cũng vậy, thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt luôn. Và quý vị ơi, nếu như quý vị có những cái yêu cầu món ăn nào đó, chẳng hạn như là với một cái nguyên liệu mà quý vị có nhưng không biết là chế biến món ăn như thế nào, món canh ra sao, hay là món kho, món mặn đều được, để làm cho món ăn của chúng ta được lạ miệng hơn hoặc là được ngon hơn những món ăn bình thường mà chúng ta vẫn hay làm ở nhà, thì hãy đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi ở hộp thư quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại nữa, gọi đến số là 0838237557. Đó chính là Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Và quý vị hãy truy cập vào trang web chính thức của chương trình, đó là mongonmỗingay.com, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và đến đây, chương trình Món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi Công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin được chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.